Hương mó là hai cái pháp khí mà thường xuyên được sử dụng hàng ngày trong các chùa theo hệ thống chùa Phật giáo Bắc truyền, và nó cũng được phổ biến ở nhiều các quốc gia như là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Mông Cổ. Cái tiếng mõ nó có thể truyền cái năng lượng định và tuệ vào đó. Khi mà sử dụng cái mõ, nó giúp cho cái người thực hành tu tập dù một mình hoặc là đại chúng thì dễ nó định tâm hơn. Riêng cái mõ ở Huế nó lại mang ba chức năng. Một, nó là một nhạc khí, nó được xuất hiện trong những nhạc lễ. Thứ hai là một từ khí, có nghĩa là xuất hiện trong những cái thơ từ. Và nó là một pháp khí của Phật giáo. Phường Thủy Xuân được gọi là làng mõ của thành phố Huế bởi tại đây tập trung rất nhiều các cơ sở làm mõ lớn nhỏ. Cơ sở sản xuất của nghệ nhân Lê Thanh Liêm luôn vang lên những tiếng đục đẽo, tiếng thử mõ, ngổn ngang những khúc gỗ đủ các cỡ để chế tác. Gỗ để làm mõ thường là gỗ mít, bởi theo những người làm nghề, gỗ mít cho tiếng mõ hay và có màu vàng rất hợp duyên với màu của nhà Phật. Không biết xuất hiện ở cái Thủy Xuân này bao giờ, nó từ lúc nào cũng biết đấy. Còn cái duyên của mình đi tới là mình làm, là mình cũng học thầy ở làng Vị Xuyên. Năm nay thì đã 52 tuổi rồi. Mình chỉ là mình làm nghề, bắt đầu vào nghề á thì năm 19 tuổi. Đấy. Mà làm cũng gian nan vất vả, mà đến chỉ có được đến cái đoạn mà khi mà mình bước tay vào nghề sự thật nhất là được năm 2009. Là làm cái nhiệt mộ kỷ lục ngàn năm Thăng Long Hà Nội để đưa ra Hà Nội triển lãm. Từ đó đến nay mình đã phát huy được cái nghề này. Không thấy cái nghề này là đã sắp mai một rồi. Với trên dưới 10 học viên, mỗi tháng cơ sở sản xuất của nghệ nhân Liêm làm được khoảng từ 1.500 đến 2.000 chiếc mõ lớn nhỏ. Hiện tại chứ là mình hàng này là đã sản xuất ra đi khắp nước và ra các thị trường nước ngoài, đi từ tất cả nước là Pháp, Ấn Độ, Canada, vân vân. Còn trong nước thì tất cả đều các tỉnh đều về Phật giáo này là người ta biết. Nghề làm mõ nhìn qua tưởng đơn giản nhưng kỳ thực rất khó, bởi nó có những bí quyết ngón nghề riêng. Để làm được một chiếc mõ có dáng đẹp và âm hay, người thợ phải trải qua rất nhiều công đoạn. Từ khâu chọn gỗ, đục thô tạo dáng, chạm trổ, sơn sấy và quan trọng nhất là khâu tạo âm thanh. Đây được xem là bí quyết riêng của mỗi người nghệ nhân và của mỗi gia đình. Khó nhất là cái khâu âm thanh. Âm thanh là cái khâu thập âm để lấy tiếng. Thập âm là thập âm để từ tạo cho có cái âm nó phát ra. Nên còn cái là cái khâu đó là khâu cuối cùng, khi mà mình làm hoàn thiện hay tất cả rồi là cái khâu âm thanh là một khâu cuối cùng, là cái khâu nữa là khó nhất. Cái khâu âm thanh là đôi lúc nhiều khi mình lấy 2-3 ngày cũng chưa có âm. Cái mùa lúc nào mà lấy được âm, cái lúc đó là mình cái tâm mình thật tình. Cái hình cái mỏ này là mình làm hình bầu dục, mà nó là được nguyên khối từ một gỗ nguyên khối đặc. Như vậy là mình làm ra và mình đục rộng. Hai bên này là có hai cái lỗ bẻ này. Là khi là mình chỉ có một cái mũi khoan nhỏ là mình khoan vào đây. Và trong đó mình làm bằng thủ, toàn phần nhiều là thủ công hết. Làm bằng tay hết, là có một cái con đục dài như vậy là sẽ đục lần và thảo cái dăm gỗ trong đây ra. Là mình đục lần là nó sẽ rộng. Trên cái hình chiếc mõ là tất cả cái hình thức mà vẽ chi tiết, họa tiết vẽ thế này là hẳn có liên kết đến cái con cá hết. Mỏ bé là mình làm nguyên ra hình con cá, còn mỏ mà lớn như thế này là mình làm là con cá ngư hỏa sóng Long Châu, là để có hai cái đầu rồng, hai cái đầu con long trên đi, nó sẽ thấy nó mạnh mẽ, chiếc mỏ nó mạnh mẽ, nó hoàn tráng hơn. Biểu trưng là con cá lúc nào nó cũng thức, nó không ngủ. Thế thì cái đó để nhắc nhở cho người hành giả luôn luôn sống tỉnh thức, luôn luôn sống trong cái tâm tỉnh thức của mình, an trú và tỉnh thức và không bị thất niệm. Nghề làm mõ được cho là nghề thủ công không có nhiều đất phát triển, bởi mỗi chiếc mõ thường có độ bền cao từ vài chục cho đến cả trăm năm. Nhưng ở đất xứ Huế, thủ đô Phật giáo của cả nước, quy tụ rất nhiều đình chùa nên nghề làm mõ vẫn được gìn giữ, bởi nơi đây có những nghệ nhân tâm huyết giữ nghề. Nghề mõ này là mình gọi là nghề tấm sạch.
Cái này là mình làm cái tâm linh, tâm huyết mình là lúc nào mình làm chiếc mõ này giống như là mình đổ một quả chuông như vậy, là cái tâm linh, tâm huyết mình là tập trung tất cả vào đây. Nói chung là cái đây là giống như là tinh thiết, sạch sẽ nhất là nằm ở yếu tố đó. Khi mình bắt đầu làm cái công việc, nhất là những làm những chiếc mõ lớn là phải sạch sẽ, tâm linh sạch sẽ, tâm tình, khi nào mình làm ra được chiếc mõ. Chiếc mõ mà khi mà mình làm mà nó được phát âm ra là cái tâm hồn mình rất thanh thản. Tại vì khi mõ này là khi mình đã tụng bài kinh lên là nó khó, tiếng mõ nó vang lên là cái tâm mình nó giống như theo một cái âm thanh, theo nó rú theo cái tiếng mõ. Tại vì tiếng mõ nó phát ra là người mình để mình, người mình cảm nhận lại, được mình tâm tình lại. Trong cái tiếng vang vọng của kinh kệ và thông linh trong tín ngưỡng thờ cúng và thực hành tôn giáo thì có rất nhiều yếu tố bổ trợ để cộng hưởng vô cái bức tranh thiêng liêng đó, để tăng hiệu ứng thông linh trong một nghi lễ. Đó chính là tiếng mõ, nó đánh thức tầng tiềm năng, tầng tâm can con người, và trên một cái phương diện nào đó nó giúp cho cái quá trình thông linh giữa thế giới thực và thế giới siêu thực nó được diễn ra một cách trọn vẹn hơn, và người ta không nhìn nó bằng một cái ánh mắt bình thường của một cái âm thanh bình thường, mà cho nó bao nhiêu cái giá trị thiêng của một cái bảo vật, của một cái pháp khí thiêng liêng, nó gắn liền với đời sống tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.